chủ động nhắn tin làm quen. Chào bạn, mình tên Lệ, sinh viên ngành điều dưỡng. Mình thấy bạn trên hội nhóm sinh viên cho nên nhắn tin làm quen. Dần chiếm lòng tin và có thiện cảm. Sau khoảng một tuần thì tôi với bạn này nói chuyện càng ngày càng nhiều hơn. Thiệt tình là lúc đó tôi cũng thấy thích thích bạn nữ này rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Anh Cương! Chuyện cảnh giác 16:40 chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.